Xin chào tất cả các anh chị và các bạn, chào mừng tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh Khỏe Mỗi Ngày. Thì hôm nay thì em sẽ review cho mọi người một cái dòng sản phẩm nha, cái mẫu mới nhất của cái thạch giảm cân Amicillin nha mọi người nha. Chắc hẳn anh chị em nào đã quan tâm đến những cái sản phẩm giảm cân thì chúng ta không thể nào mà không biết đến cái thạch giảm cân Amicillin. Cái mẫu cũ của nó là cái hộp mà hình lục giác đó, còn bây giờ cái mẫu mới là thiết kế rất là đẹp, rất là sang xịn như thế này. Cái mẫu cũ thì một cái hộp như vậy nó là 20 gói, còn bây giờ cái mẫu mới nhất là cái hộp nó là 45 gói nha mọi người nha. Mỗi gói nó là 10 đó, 10 gói thạch đó, thì làm để mọi người thấy sang xịn không. Thì trong cái video ngày hôm nay thì em sẽ làm rõ cho mọi người về cái sự khác biệt của mẫu mới và mẫu cũ là thứ nhất, thứ hai là hướng dẫn cho mọi người cái cách thức phân biệt thật giả, để khi mà lấy hàng về đó thì chúng ta mua lấy hàng đúng, hàng chính hãng, để tránh mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng ha. Và mọi người hãy lưu sẵn cái số điện thoại, đó chính là số 0909647968, để khi mà mọi người cần hỗ trợ kiểm tra hàng chính hãng, cần tư vấn hoặc cần mua hàng hoặc cần thêm bất kỳ thông tin gì thì mọi người đừng ngần ngại gọi điện trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo với em nha. Thì trên tay em đây chính là cái hộp mà mẫu mới nhất của công ty luôn này mọi người ơi. Trời ơi, nhìn ở ngoài nó rất là đẹp và nó rất là sang xịn luôn đó mọi người. Ở bên này thì nó sẽ được dán hai cái tem ha. Thì lát phần sau của video này em sẽ nói rõ cho mọi người cái cách thức phân biệt thật giả. Thì cái vẻ bề ngoài của nó, trời ơi, cái hộp này đó là hộp cứng nha. Cái mẫu cũ của người ta làm bằng cái hình lục giác là đã rất là đẹp rồi, còn cái mẫu này nó nhìn vô cái là biết một cái sản phẩm mà nó sang xịn như thế nào đó mọi người. Ở đây nè, một cái hộp như thế này nó sẽ là có 45 gói, mỗi gói nó là 10ml. Thì ở trên hộp cũng có ghi rất là rõ nè, hỗ trợ giảm béo này, hỗ trợ tăng cường chuyển hóa chất béo này. Cái này là mặt bên cạnh của sản phẩm ha, em cho mọi người xem một vòng luôn, bên này cũng vậy đó, bên này ha. Rồi phía sau của sản phẩm ghi rất là rõ cái thành phần này mọi người. Cái thành phần của Amicillin hồi xưa em đã phân tích cho mọi người rất là rõ rồi, nó chứa một cái thành phần rất quan trọng, đó chính là cao quả bứa nè, cao cỏ ngọt nè, glutamine nè, glucatinin, cao lá sen, cao nấm linh chi, chiết xuất bưởi đỏ, chiết xuất từ cá tiết và một số những cái phụ liệu khác. Thì những cái chất này á, những cái thành phần thảo dược thiên nhiên này nó kết hợp với nhau, nó sẽ giúp tăng cường chuyển hóa chất béo, nó sẽ giúp chuyển hóa mỡ thừa thành năng lượng để cho cơ thể đi hoạt động, nên là nó sẽ giúp giảm cân cực kỳ hiệu quả mà hoàn toàn không có bất kỳ một cái tác dụng phụ nào, cũng không mệt mỏi, cũng không bị tăng cân trở lại sau khi ngưng sử dụng nha mọi người nha. Đây công ty có ghi rất rõ này, hỗ trợ tăng cường chuyển hóa chất béo, hỗ trợ giảm béo, đối tượng sử dụng là người trưởng thành thừa cân béo phì, người có nhu cầu giảm béo. Đó, chúng ta sẽ ngày uống 2 đến 3 lần, mỗi lần 10ml trước ăn 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ nha. Một cái hộp lớn như thế này nó sẽ có 45 gói ha mọi người nha. Đấy, và một số những cái lưu ý thì chúng ta cũng nên xem qua nha. Trong quá trình sử dụng thì chúng ta nên ăn chế độ giảm mỡ, tinh bột, tăng cường vận động thể lực để đạt được hiệu quả tốt hơn. Đó. Chúng ta sẽ không sử dụng cho những người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào sản phẩm. Đó, không sử dụng cho phụ nữ có thai, cho con bú, người có tiền sử tim mạch, huyết áp, tiểu đường chúng ta cũng không dùng ha. Và sản phẩm này nó không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, mọi người lưu ý. Đây, trách nhiệm công ty chịu trách nhiệm với chất lượng sản phẩm là công ty MNG Việt Nam và sản xuất tại công ty cổ phần Big Pha mọi người ha. Rồi ở bên này là một số những cái bản bằng tiếng Anh. Đó, đây ngày sản xuất là mới nhất luôn này mọi người thấy chưa? Sản xuất ngày tháng 6 năm 2023, thời điểm quay video này là đầu tháng 7. Đó, nó mới sản xuất được có mười mấy ngày, 20 ngày thôi. Đó, hạn sử dụng là tới năm 2026. Đây là cái thông tin về công ty trách nhiệm phân phối và công ty sản xuất hồi nãy mới nói mã vạch để chúng ta có thể truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Ở bên này thì nó sẽ có một cái tem chống giả. Đó, thì đó là toàn bộ những cái thông tin cơ bản về cái thạch giảm cân Amicillin này. Nó là một cái dòng sản phẩm giảm cân rất là tuyệt vời. Anh chị nào đã sử dụng rồi thì chúng ta cũng biết là nó sẽ giảm cân đặc biệt phù hợp với những người nào có cơ địa khó giảm, nhưng với điều kiện là chúng ta phải mua hàng chính hãng. Vậy thì cái mẫu mới này kiểm tra hàng chính hãng như thế nào? Đó, đầu tiên khi mà lấy hàng về thì chúng ta phải nhìn vô cái hộp của nó rất là chắc chắn như thế này nha mọi người nha. Nó sẽ được bao bọc bởi một cái lớp màng co ở phía bên ngoài như thế này. Đó, ngoài ra đây chắc chắn nhìn rất là đẹp đó, mọi người xem kỹ nha. Đó, mọi người có thể chụp lại để khi lấy về chúng ta có cái chúng ta đối chiếu ha mọi người, ha, mặt trước mặt sau. Đó, thì này rất là đẹp luôn mọi người. Và đặc biệt nha, quan trọng nhất là nằm ở cái tem này mọi người. Hàng chính hãng của công ty sẽ được dán hai tem, một là tem chống giả của Big Pha và hai là tem chống giả của Bộ Công an. Đây, tem chống giả của Bộ Công an đây. Tem chống giả của Bộ Công an nó là tem vỡ, khử ra nó sẽ vỡ. Đó, em mới khử ra một xíu này nó vỡ ra này mọi người thấy chưa? Nó khử ra nè, vỡ ra. Đấy, còn ở đây á là nó sẽ có cái tem phản quang 7 màu của Big Pha này mọi người thấy chưa? Chúng ta lắc qua lắc lại nó sẽ phản quang 7 màu, đó là cái điểm nhận dạng thứ hai rất quan trọng nha. Cái tem hàng giả nó có thể làm giả được nhưng mà nó sẽ không giống 100% đâu. Mọi người lưu ý, nên là mọi người chụp lại cái tem này giúp em nha, chụp lại giúp em đi ạ. Đấy, thì á khi mà lấy hàng về thì chúng ta cứ đối chiếu cái tem này giúp em nha, đó là cái điểm nhận dạng quan trọng nhất. Ngoài ra thì ở đây nó có mã vạch thì chúng ta cũng nên quét nha, mặc dù mã vạch rất là dễ bị làm giả nhưng mà chúng ta kết hợp kiểm tra với những cái yếu tố khác như em nói thì không thể nào mà dính hàng giả được. Đây là phần mềm ai chết này mọi người. Đây là phần mềm máy chết này. Đây chúng ta nhấp vô nha. Đó, chúng ta đào sẵn về máy thì đó, chúng ta đưa vô chúng ta quét này. Đây. Đó thì nó sẽ hiện ra là thực phẩm bảo vệ sức khỏe Amicillin đó mọi người thấy chưa? Đó, thấy chưa? Đó, rất là đẹp luôn và nó hiện hình mới luôn rồi nè mọi người.
Đó, và cái điểm nhận dạng thứ ba cũng rất quan trọng, đó là cái phông chữ của ngày sản xuất hàng sử dụng nó phải đúng là cái phông chữ này. Cái phông chữ tức là cái kiểu chữ nó phải y như thế này, mọi người chụp lại giúp em nha. Đó, thì đó chính là những cái cách thức kiểm tra hàng chính hãng nếu như mà anh chị khi mà lấy hàng về chúng ta chịu khó là đối chiếu nha. Những cái yếu tố này nó là những cái yếu tố quyết định để nó là hàng chính hãng, nên là mọi người phải tuyệt đối lưu ý để tránh mua phải hàng giả hàng nhái nha. Và quan trọng nhất là mọi người hãy tìm những cái đơn vị uy tín tin tưởng để chúng ta mua hàng, để tránh mua phải hàng giả hàng nhái nha mọi người nha. Và mọi người hãy lưu sẵn lại cái số điện thoại của em, đó chính là số 0909647968, để khi mà mọi người cần hỗ trợ, cần mua hàng chính hãng, cần tư vấn hoặc cần thêm bất kỳ thông tin gì thì mọi người có thể gọi điện trực tiếp hoặc kết bạn Zalo với em nha, không có gì phải ngại hết, em sẽ hỗ trợ mọi người hết mình. Rồi, xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại tất cả các anh chị và các bạn ở trong những video tiếp theo của kênh Khỏe Mỗi Ngày nhé. Xin chào mọi người ạ.